Hey, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì quay trở lại với cái series về những cái đường phố thân quen của thành phố Hải Phòng. Thì hôm nay kênh Chuyên Hải Phòng sẽ đưa các bạn đến với một con phố khá là nổi tiếng và có thể nói là phố lớn ở thành phố Hải Phòng. Một con phố có thể nói là sầm uất bậc nhất của thành phố, đó chính là phố Tô Hiệu. Thưa các bạn, chúng ta đang đứng ở ngã tư An Dương và phía đối diện thẳng trước mặt các bạn chính là phố Tô Hiệu. Thì phố Tô Hiệu thì bắt đầu từ ngã tư An Dương đây và sẽ kết thúc tại ngã tư Trại Lính. Toàn bộ con phố Tô Hiệu này thì có chiều dài khoảng 1,6 km. Và đây là một con phố khá là quan trọng của thành phố. Nó cũng tập trung rất nhiều các cái cửa hàng buôn bán sầm uất bậc nhất của Hải Phòng. Thưa các bạn, là phố Tô Hiệu trước đây thì có tên là phố Sadikarno và sau cách mạng tháng 8 thì được đổi tên thành phố Phạm Hồng Thái. Đến năm 1954 thì hai phố Phạm Hồng Thái và Nguyễn Hữu Thu, tức là phố Lán Bè bây giờ ấy, hợp lại gọi là Đại lộ Ngô Quyền, và từ năm 1963 đến nay thì đổi tên thành phố Tô Hiệu. Và bắt đầu đi từ ngã tư An Dương vào phố Tô Hiệu thì chúng ta sẽ thấy ngay một tòa nhà rất to của công ty trách nhiệm hạn Hương Giang. Thì đây là một công ty lớn có chuỗi đại lý ủy quyền trên toàn quốc về hãng xe máy Honda. Hiện tại là giờ tan tầm nên là mật độ giao thông ở phố Tô Hiệu rất là cao. Đối diện với Honda Hương Giang là lối vào của đường Hoàng Quý. Thì đường Hoàng Quý dài khoảng 600m và kết thúc khi ra với đường Chùa Hàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt gặp trường mầm non Trần Hưng Đạo. Thì hiện nay thì đang là giờ tan tầm, tan học đấy. Thì có rất nhiều phụ huynh tới đưa đón con của mình. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trường mầm non Tô Hiệu đây. À xin lỗi, trường mầm non Trần Hưng Đạo các bạn ạ. Xin giới thiệu đôi nét về Tô Hiệu, người được đặt tên cho con phố này. Thì Tô Hiệu sinh năm 1912 và mất năm 1944. Tô Hiệu là một nhà cách mạng cộng sản Việt Nam. Ông từng có một thời gian hoạt động cách mạng tại thành phố Hải Phòng. Năm 1939 thì ông bị bắt tại xóm Hạ Lý, sau đó thì bị đày vào nhà tù Sơn La. Ông mất năm 1944 do căn bệnh lao phổi. Thưa các bạn đang nhìn thấy đây chính là cái khu vực 5 tầng của phố Tô Hiệu. Khu vực 5 tầng này thì chuyên các cái đồ về xe máy dán đề can. Khu vực này thì cũng khá là cũ kỹ của con phố Hải Phòng rồi. Và khu vực 5 tầng này cũng đã khá là xuống cấp và nó đã kết thúc cái vòng đời lịch sử của mình. Và hy vọng thành phố sẽ có những cái chủ trương để giải tỏa cái khu vực này, đảm bảo cái mỹ quan cho con đường phố này. Phố Tô Hiệu thì chia làm 3 đoạn, mỗi một phân đoạn lại có những cái nét đẹp riêng, cái nét văn hóa và các ngành hàng buôn bán khá là riêng biệt khác nhau. Từ ngã tư An Dương đến ngã tư Cột Đèn là khu vực rất nổi tiếng với những cái ngành hàng buôn bán về xe máy. Rất nhiều những cửa hàng lớn như Peugeot này, Honda này, Yamaha, Tiến Phát này. Còn sửa chữa thì các bạn không thể nhắc đến cái khu vực 5 tầng Lâm Tường vừa rồi ấy. Và xen kẽ vào đó thì những cái cửa hàng lớn phục vụ ăn uống, mua sắm như là Now Zone này, Đăng Quang Watts này, rồi gà rán Pop Eye. Thưa các bạn, thì đi tiếp một đoạn nữa thì đây chúng ta sẽ tới một cái ngã tư Cột Đèn. Bên trái các bạn là đường Cát Cột, bên phải là đường vào Chùa Hàng. Ở đây thì cái ngã tư này thì khá là nổi tiếng với món bánh mì pate Cột Đèn, với những cái hộp pate béo ngậy và thơm nức mũi. Nói chung là giờ tan tầm này mà các bạn đi qua đây thì chắc chắn là cái đói của buổi chiều cộng với cái mùi vị của pate thì khiến chúng ta khá là ức chế các bạn ạ. Đấy, thì nếu các bạn muốn ăn pate Cột Đèn nổi tiếng thì các bạn cứ ra khu vực này nhá. Qua ngã tư Cột Đèn một chút thì phía bên tay trái các bạn sẽ bắt gặp chùa An Biên, có tên nôm là chùa Vẹn. Trước kia thì chùa nằm ở vị trí nhà lớn bây giờ ấy, nhưng mà do việc xây nhà lớn nên chùa được di dời về vị trí hiện nay. Từ ngã tư Cột Đèn, cái đoạn thứ hai của đường Tô Hiệu ấy là từ ngã tư Cột Đèn đến ngã tư Hồ Sen, thì nơi đây tập trung rất nhiều những trụ sở hành chính của thành phố như là trung tâm bồi dưỡng chính trị này, cục thuế Lê Chân này, bệnh viện đa khoa Lê Chân ở ngay ngã tư Hồ Sen ấy. Và ở đoạn giữa đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái đài phát thanh và truyền hình cũ của Hải Phòng ấy, vẫn còn cái cột rất là cao. Và bây giờ thì nó chuyển xuống đường Lạch Tray rồi các bạn, xuống đường Nguyễn Bình rồi. Nhưng trước đây thì đài truyền hình ở đây.
Đi tiếp thì các bạn sẽ tới một cái ngã tư cũng khá là nổi tiếng, đó là ngã tư Hồ Sen Mê Linh. Thì ngã tư Hồ Sen mới được mở rộng nên là nhìn cực kỳ khang trang và rộng rãi các bạn ạ. Các bạn có hãy nhìn cái lưu lượng người đi từ đường Mê Linh ra rất là đông, nhưng không còn xuất hiện cái hiện tượng tắc đường như ngày xưa nữa các bạn ạ. Đấy, thì đây, cái ngã tư này là ngã tư mà mới được giải tỏa và xây dựng lại mới do cái việc mà chúng ta mở rộng cái con đường Hồ Sen Cầu Dầu 2 đấy. Thì cái ngã tư này đã trở thành một trong ngã tư khá là to với cái lưu lượng đi lại cực kỳ lớn do cái tuyến đường một chiều Mê Linh đi từ nhà lớn xuống. Thì đây là cái lưu lượng giao thông cực kỳ khủng khiếp luôn. Và chính vì mở rộng đường Hồ Sen này và cái ngã tư to hơn lên cái việc ách tắc giao thông tại khu vực này không còn như trước nữa. Thưa các bạn, từ khu vực ngã tư Hồ Sen này đến ngã tư Trại Lính thì đây là cái đoạn đường mà tập trung của các cái cửa hàng đồ nội thất, đồ gỗ lớn nhất trong thành phố Hải Phòng. Các cửa hàng buôn bán nội thất rất nhiều cái thể loại, từ giường, tủ đến kệ, bàn học, đồ văn phòng, đồ công sở, đồ thờ, rồi một loạt các cái phụ kiện cho nội thất như là giấy dán tường, dán kính, rồi rất nhiều những cái sản phẩm hàng hóa nữa. Phía đầu phố thì có một loạt các cái cửa hàng rất là nổi tiếng bán phụ kiện điện thoại các bạn ạ. Đó. Ở khu vực này thì có một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Tin Lành, khá là nổi tiếng của con đường Tô Hiệu này. Đó, và hình như là ở thành phố Hải Phòng thì chỉ có duy nhất con đường Tô Hiệu này có nhà thờ Tin Lành thôi các bạn ạ. Đạo Tin Lành ấy, thì nó nằm ở bên tay phải các bạn đây. Đây chính là nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng. Thưa các bạn, là đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến một cái ngã ba. Ngã ba này thì được gọi là ngã ba Hàng Kênh với Tô Hiệu. Rẽ bên tay phải thì sẽ là phố Hàng Kênh. Thì đây là một con phố rất là nổi tiếng với nhiều những cái quán ăn lâu đời và khá là ngon của Hải Phòng. Đến khu vực này thì các bạn có thể thấy là cái lưu lượng giao thông đến cái khu vực này cũng khá là đông đúc rồi, và có hiện tượng ùn tắc giao thông nhẹ do cái lưu lượng ô tô đổ về đường Lạch Tray khá là đông. Và ở đây cái ngã ba này thì rất nhiều những cái phương tiện giao thông đi từ Lê Lợi xuống này, rồi Lạch Tray lên này, rồi Cầu Đất xuống, thì họ rẽ vào đường Hàng Kênh và nó sẽ chắn ngang cái con đường này, Tô Hiệu này, nên là xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông khá là cục bộ. Cũng đông thôi nhưng mà cũng cục bộ thôi, vì có cái lưu lượng, có cái phương tiện, có cái đèn tín hiệu giao thông ấy, nên các phương tiện cũng rất là nghiêm chỉnh chấp hành, nên không xảy ra cái tình trạng là tắc đường lâu dài mà chỉ tắc cục bộ thôi. Thưa các bạn, là phố Tô Hiệu thì không chỉ sôi động về kinh doanh buôn bán mà còn mang những nét đẹp văn hóa của phương Đông lẫn phương Tây, bởi cái sự tọa lạc của chùa An Biên này, rồi nhà thờ Tin Lành. Hai cái nét đẹp văn hóa này trên cùng một con đường không đối nghịch ngược lại thì nó đã hỗ trợ tạo lên một cái con phố Tô Hiệu hài hòa trong sự phát triển của đô thị Hải Phòng. Và thưa các bạn, là phía cuối của con đường Tô Hiệu, khi mà theo cái chiều hướng mà hôm nay chúng ta check in đây, chính là ngã tư Trại Lính. Bên tay phải là các bạn sẽ rẽ về đường Lạch Tray, bên tay trái là rẽ về Cầu Đất, còn đối diện sẽ là đường Lê Lợi và là đường Một Chiều. Và đến đây thì kênh Trinh Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về con phố Tô Hiệu của thành phố Hải Phòng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những video nào thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại các bạn.